Xin mời quý chị và các bạn đến với võ đài Commerzbank Arena ở thành phố Frankfurt của nước Đức để đón theo dõi trận thi đấu quyền Anh và nghề hạng nặng bảo vệ những chiếc đài IBF, WBO và IBO của chiến sĩ người Ukraine Vladimir Klitschko trước đối thủ trận đấu đến từ Nigeria có biệt danh cơn ác mộng châu Phi, Samuel Bitter. Trên võ đài chúng ta dễ dàng nhận ra võ sĩ đang giữ chiếc đài vô địch IBF, WBO và IBO hạng nặng Vladimir Klitschko, anh mặc quần đỏ sập vàng. Còn đối thủ thi đấu Samuel Bitter, anh mặc quần trắng xanh. Samuel Bitter, võ sĩ đến từ Nigeria đã thể hiện sự quyết tâm của mình trước đối thủ đang giữ chiếc đài hạng nặng IBF, WBO và IBO. Tuy nhiên, những pha tung đòn của Vladimir Klitschko cũng cực kỳ hiệu quả. Chúng ta vừa theo dõi lại những đòn đánh chính xác của Klitschko và Bitter ở hiệp đấu vừa qua. Chúng ta xem lại đòn đánh quá chính xác của Vladimir Klitschko. Chừng đòn đánh như vậy cũng chưa đủ lực để hạ nóc ao đối thủ Samuel Bitter. Cơn ác mộng châu Phi có sức chịu đòn rất tốt. Turn things round and he has got power in those hands. That's another good right followed up by a left. Great combination from Klitschko. Không tung đòn nhiều như là Peter. Những pha tung đòn của Vladimir Klitschko luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm. Mãi đến tháng 9 năm 2005 thì võ sĩ Samuel Bitter mới nếm mùi thất bại lần đầu tiên trong sự nghiệp, và đó chính là trận thua trước đối thủ Vladimir Klitschko. Chúng ta cùng theo dõi lại những đòn đánh khá chính xác của võ sĩ Vladimir Klitschko ở hiệp đấu vừa qua. Bên cạnh Vladimir Klitschko chính là anh trai của anh, võ sĩ Vitaly Klitschko. Đây là đòn đánh mồi bằng cánh tay trái của chú sĩ Vladimir Klitschko, và sau đó là pha tung đòn bằng tay phải. Cả hai pha tung đòn của Vladimir Klitschko đều trúng về khuôn mặt của đối thủ Samuel Bitter. Chúng ta đã nhận ra là mí mắt của chú sĩ Bitter đã sưng húp lên. Liên tiếp những pha tung đòn cực kỳ hiệu quả ở hiệp đấu vừa qua mà chúng ta vừa được theo dõi lại. Theo nhận định của những nhà tổ chức, thì khi võ sĩ Vladimir Klitschko cũng như là Vitaly Klitschko thi đấu ở châu Âu, thì nhà tổ chức sẽ lời to. Bởi tại châu Âu thì anh em nhà Klitschko có rất đông cổ động viên. Chính vì thế mà phần lớn các trận đấu của anh em nhà Klitschko đều được ban tổ chức, nhà tổ chức chọn châu Âu là nơi sẽ ra. Và đây cũng là trận đấu diễn ra tại châu Âu, tại thành phố Frankfurt của nước Đức, nơi Vladimir Klitschko có rất đông cổ động viên. Trước đây thì võ sĩ Samuel Bitter đã từng tranh chiếc đài WBC hạng nặng dành cho những võ sĩ trẻ. Chúng ta hãy cùng theo dõi đòn đánh hiệu quả của Vladimir Klitschko. Rất chính xác. Klitschko really wants to take Bitter out dramatically here and create some headlines. And we know that Peter just needs to show his corner that he's still in the fight. Is he doing that? He's not at the moment. Another right hand from Klitschko. And
với những tình huống tung bóng chính xác của Vladimir Lisko ở những hiệp đấu trước đây đã làm cho tầm quan sát của Sammy Peter bị hạn chế rất nhiều cho đến thời điểm này, bởi phần lớn những pha tung bóng của Vladimir Lisko đều trúng về khuôn mặt ở mí mắt của võ sĩ Peter. Getting desperate. Tichko's looking for the finish. Quality towards the end of the round might make Sanchez think about pulling him out. Tầm quan sát hạn chế và thể lực cũng suy giảm. Sammy Peter đã không còn sáng suốt trong những tình huống áp sát nữa. Chính vì thế mà ở hiệp đấu vừa qua, những tình huống tung đòn của anh chỉ làm cho anh mất lực thêm mà thôi. Trong trận đấu diễn ra vào tháng 9 năm 2005 thì Vladimir Lisko đã phải nhờ đến số điểm của giám khảo mới giành chiến thắng được Sammy Peter. Trận đấu đó diễn ra ở thành phố Atlantic thuộc tiểu bang New Jersey của nước Mỹ. Dưới sự điều khiển của trọng tài Randy Neumann. And remember that Abel Sanchez has said you've got one more round to Peter. I'm not sure what he can do in one more round, but we'll find out. Klitschko, for me as well. Giờ bây giờ là hiệp đấu thứ 10. I'm arguing about the first. You could have said it was a share, but I think he's won every round myself. This has been very impressive from Vladimir Klitschko. Right hand from Vladimir Klitschko. Rất nguy hiểm. Vẫn là những đòn đánh có độ chính xác cao của chiến sĩ Vladimir Lisko. Left hook from Klitschko, more power. Peter's starting to really suffer. And he's so tired. Klitschko is going in to try and finish it. Wild left hook from Peter. Left hook from Peter. He's in real trouble now. Rất nguy hiểm. Dưới đòn đánh chính xác liên tiếp của chủ sĩ Vladimir Lisko. Chúng ta chờ đợi xem. Sammy Peter đã ngã xuống võ đài. Chỉ chờ là cuối cùng thì võ sĩ Vladimir Lisko cũng đã có đòn đánh hiệu quả, buộc đối thủ nằm xuống võ đài. Đã có rất nhiều đòn đánh võ sĩ Vladimir Lisko tung ra kể từ đầu trận đấu, trúng về khuôn mặt của Sammy Peter. Nhưng một khoảng thời gian dài, Peter vẫn vững vàng trên võ đài, cho dù khuôn mặt và mí mắt của anh đã sưng húp lên. Bây giờ thì Sammy Peter đã nằm ở võ đài và đang nhờ sự chăm sóc của bác sĩ. Trận đấu khép lại bằng trận thắng knock out ở hiệp đấu thứ 10 cho chiến sĩ Vladimir Lisko. Thêm một lần nữa, Sammy Peter phải nếm mùi thất bại trước đối thủ Vladimir Lisko. Chúng ta cùng theo dõi lại những đòn đánh quyết định của Vladimir Lisko ở hiệp đấu thứ 10, làm cho đối thủ Sammy Peter đã không thể đứng vững và ngã xuống võ đài. Khi võ sĩ Sammy Peter ngã xuống võ đài thì lập tức trọng tài điều khiển trận đấu này, ông Robert Bush, ra hiệu cho trận đấu kết thúc ngay. Trận thua thứ tư trong sự nghiệp nhà nghề của võ sĩ Sammy Peter và là trận thua thứ ba Peter thất bại trước anh em nhà Lisko. Với chiến thắng knockout ở hiệp đấu thứ 10 thì Vladimir Lisko có trận thắng thứ 55 trong sự nghiệp sau 58 lần thượng đài và là trận thắng knockout thứ 49. Chiến thắng này anh giữ lại chiếc đai IBF, WBO và IBO hạng nặng. So he is still champion. Champion by TKO in the 10th.